Nếu bạn đang có những bài hát, bản nhạc đã và đang ấp ủ lâu nay chưa có dịp trình làng, thì hãy liên hệ ngay với Nhạc Khúc nhé. Dịch vụ sản xuất âm nhạc, phổ biến ca khúc một cách chuyên nghiệp trọn gói của chúng tôi chỉ trong vòng 15 ngày. Đơn giản là bạn chỉ cần thu âm hát ca khúc của mình bằng điện thoại hoặc bất kỳ dụng cụ thu nào để gửi cho Nhạc Khúc. Chúng tôi sẽ làm chuyên nghiệp bản nhạc của bạn chỉ trong tích tắc. Khởi đầu là khâu ký âm bản nhạc, chỉnh sửa bố cục và hòa âm chuyên nghiệp cho file âm thanh mà bạn gửi đến. Ở phần ký âm, dựa trên file âm thanh của tác giả, chúng tôi sẽ góp ý chỉnh sửa nếu có để phù hợp hơn với luật viết nhạc cũng như những cảm nhận khách quan về tác phẩm để hoàn thiện ca khúc một cách tốt nhất. Sau phần ký âm, bản nhạc sẽ được hòa âm phối khí, soạn beat theo yêu cầu chất liệu âm nhạc của tác giả hoặc bộ phận phối beat của Nhạc Khúc tự sáng tạo theo giai điệu của bản nhạc hoặc chất liệu âm nhạc phối phù hợp dựa trên ca từ. Sau khi chọn được chất liệu phối phù hợp, Nhạc Khúc sẽ gửi cho tác giả bản phối 20% beat để nhận góp ý và phê duyệt, tiếp tục phối hoàn thiện bản phối. Sau khi hoàn thiện, beat nhạc sẽ được gửi đến tác giả với âm thanh chất lượng gốc, âm thanh chất lượng cao nhất. Nhận góp ý chỉnh sửa và hoàn thiện bản phối. Tiếp đến là khâu chọn giọng hát phù hợp để tiến hành tập bài và thu âm tại phòng thu âm nốt trầm. Bản nhạc sau khi được thu âm và mix nhạc, chúng tôi sẽ gửi đến tác giả với file âm thanh chất lượng gốc, chất lượng cao nhất của bản thu. Làm MV cho ca sĩ hoặc video karaoke chạy chữ cho bản beat hoặc bản thu âm nếu tác giả hoặc người trình bày yêu cầu. Hoàn thiện sản phẩm, Nhạc Khúc sẽ gửi giấy chứng nhận tác quyền hợp pháp và những cam kết kèm theo để đảm bảo quyền tác giả của ca khúc. Đăng tải chia sẻ và truyền thông ca khúc tại các kênh chia sẻ nhiều view của Nhạc Khúc hoặc đăng và khai báo bản quyền với YouTube nếu tác giả yêu cầu.